Thời tiết đột ngột trở lạnh là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển. Những người có sức đề kháng yếu, nguy cơ mắc cúm bội nhiễm tăng cao. Theo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, gần đây nhiều ca diễn biến suy hô hấp nặng, phải thở máy. Cúm thường có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 4 ngày. Ban đầu, người bệnh xuất hiện các triệu chứng tương tự như các triệu chứng của đường hô hấp thông thường, bao gồm đau họng, chảy nước mũi, sốt, ho, nhức người. Người dân nên tiêm vaccine cúm mùa hàng năm để tăng cường miễn dịch. Đây là biện pháp chủ yếu để phòng bệnh cúm và giảm ảnh hưởng của dịch. Hôm qua ngày 22 tháng 10, Quốc hội thảo luận dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược. Dự thảo luật sửa đổi đưa ra quy định về biện pháp công bố giá bán buôn thuốc, quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở kinh doanh dược liên quan tới thực hiện các biện pháp quản lý giá. Phiên thảo luận nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu đang hoạt động trong ngành y tế. Góc nhìn hôm nay, chúng tôi tập hợp những ý kiến mà theo các đại biểu còn bất cập cần sửa đổi. Về nội dung quy định mức giá bán buôn tối đa do cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc xác định và các doanh nghiệp kinh doanh thuốc khác phải thực hiện theo như trong dự thảo. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này có thể dẫn đến nguy cơ độc quyền thuốc trên thị trường. Nhấn mạnh thuốc là sản phẩm hàng hóa đặc biệt. Theo bà Hà, cử tri rất mong muốn và hy vọng giá thuốc cũng phải quản lý rất đặc thù theo các quy định của luật chuyên ngành. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý giá thuốc được nêu trong dự thảo luật hầu hết lại quy định tuân thủ theo luật giá. Như vậy, cần thiết công bố giá, kê khai giá phù hợp và rõ ràng hơn. Dự thảo luật quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc của các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn theo quy định tại luật giá. Đại biểu Đoàn Hà Nội cho rằng, mỗi nơi thực hiện chính sách này một cách khác nhau và cùng một doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều địa bàn, thì việc thực hiện kê khai giá cũng sẽ khác nhau. Thuốc là mặt hàng đặc biệt, tác động trực tiếp đến sức khỏe tính mạng người sử dụng. Tuy nhiên gần đây, việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội. Trong phiên thảo luận này, đại biểu cũng có những đề xuất để tránh tình trạng giả mạo khi quảng cáo là thuốc mà không phải thuốc. Thuốc bán online gây nguy hại cho sức khỏe hay những sản phẩm quảng cáo là thuốc mà không phải là thuốc đang gây bức xúc trong xã hội. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, ông đồng ý cho phép việc bán thuốc bằng giao dịch điện tử. Người mua chỉ cần gửi hình ảnh chụp đơn thuốc chuyên khoa qua mạng xã hội đến cửa hàng, thuốc sẽ được gửi đến tận nhà mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Nhưng ông nhấn mạnh, việc này cần quy định chặt chẽ và cụ thể hơn. Cụ thể, nhà thuốc được bán online cũng cần đảm bảo tiêu chuẩn mà Bộ Y tế ban hành và thẩm định, cấp phép. Theo ông Hiếu, nên bắt đầu thử nghiệm tại ngay các nhà thuốc của bệnh viện mà triển khai đầy đủ bệnh án điện tử. Trong luật cũng nên có điều khoản Bộ Y tế có đơn vị chuyên trách chống thuốc giả mạo trên các trang mạng xã hội, tiếp nhận thông tin kiểm tra tính chính xác hay giả mạo của thuốc quảng cáo. Tiếp thu cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng thuốc là mặt hàng đặc biệt, cho nên quản lý giá thuốc cũng là việc rất quan trọng, không thể tăng vô tội vạ. Nếu không quản lý thì lúc đó là thả gà ra đuổi, cũng không thể nào quản lý được. Các quy định trong luật dược 2016 và luật giá góp phần quản lý giá thuốc ở Việt Nam tương đối ổn định trong thời gian qua. Như năm 2022, giá thuốc tăng 0,4%, năm 2023 tăng 1,45%. Dù sau COVID-19, tất cả các loại thuốc nguyên liệu đều tăng. Với các biện pháp như vậy, cùng những bất cập được tiếp tục sửa đổi, hy vọng chúng ta sẽ dần quản lý được giá thuốc, tránh tình trạng tăng giá đột biến trên thị trường.